Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin chào buổi tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 4, tôi là Lưu Phương. Còn tôi là Vi Dung. Và xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xe của Tổng lãnh sự quán Hungary tại thành phố Hồ Chí Minh bị phạt vì dán biển miễn trừ ngoại giao giả. Liên tục các thông tin tiêu cực, thậm chí là thiếu nhất quán về thực phẩm bẩn đang đẩy nỗi sợ hãi của người dân lên cao một cách quá mức, khiến nhiều gia đình phải mất thêm tiền mà có thể vẫn không được ăn sạch. Trường hợp kỳ lạ của một người đàn ông ở Anh đã 3 lần phải vật lộn với bệnh ung thư vú. Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu tiếp tục ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè sau nhiều ngày tạm nghỉ. Nhưng mà điều làm cho dư luận chú ý trong buổi kiểm tra sáng nay là việc ông Hải đã phát hiện một chiếc ô tô mang biển ngoại giao nhưng lại dán dấu hiệu miễn trừ giả. Sau khi xử lý vi phạm tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 1 thì tại giao lộ Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tôn phía trước tòa nhà ngân hàng Techcombank, ông Đoàn Ngọc Hải phát hiện một xe mang biển ngoại giao 41291NG01 đậu trên vỉa hè, tuy nhiên lại dán dấu hiệu miễn trừ bằng một đoạn băng dính màu đỏ. Ông Hải đã yêu cầu cảnh sát giao thông kiểm tra, dán niêm phong xe này, đồng thời đề nghị Sở Ngoại vụ thành phố xác minh xem xe này có đúng là xe ngoại giao hay không. Hơn 30 phút sau, tài xế của xe mới xuất trình giấy tờ xe và thừa nhận là đã dán dấu hiệu miễn trừ giả. Ngay sau đó thì đại diện Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận đây đúng là xe phục vụ của ngài Tổng lãnh sự Hungary tại thành phố Hồ Chí Minh và đã yêu cầu xử lý theo đúng quy định về ngoại giao. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế 700.000 đồng vì lỗi đỗ xe sai quy định, cho tháo niêm phong, không cầu xe, đồng thời yêu cầu Sở Ngoại vụ thành phố xem xét việc tự ý làm giả quyền miễn trừ và xử lý theo đúng quy định. Không ít người sẽ thắc mắc là những xe ngoại giao có biển là QT, NN hay là NG thì có ý nghĩa như thế nào? Vâng, theo quy định, biển số ký hiệu QT màu đỏ được cấp cho xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài. Còn ký hiệu CV thì sẽ cấp cho xe của các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự tổ chức quốc tế. Còn với những cái xe mà có ký hiệu là NG màu đỏ là xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của chính cơ quan đó. Trong đó đặc biệt hơn là xe biển số của xe của đại sứ hay là tổng lãnh sự có số thứ tự đăng ký là 01 và phía có thêm cái gạch màu đỏ đè ngang lên cái phần giữa của các chữ số ghi quốc tịch và thứ tự đăng ký. Như trường hợp sáng nay, tài xế đã dán đè một cái dải băng màu đỏ lên cái số 291. Và về quy định thì những xe này thì khi lưu thông ở trên đường sẽ được coi là bất khả xâm phạm và được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, bao gồm cả việc xử lý hình sự, dân sự và xử phạt vi phạm hành chính nữa. Vâng, thưa quý vị, ở thành phố thì do khan hiếm chỗ đỗ xe nên là đã có nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Không chỉ là chuyện sau khi đỗ xe đi giải quyết công việc quay lại thì thấy xe của mình đã bị cẩu đi vì đỗ sai nơi quy định, mà nhiều tài xế thì còn bị phá xe khi mà đỗ chắn cửa hoặc là đỗ chắn các cái lối đi của gia đình người khác. Một phụ nữ tại Cầu Giấy, Hà Nội cũng vì bức xúc với hành động này mà đã trừng phạt tài xế bằng cách là dùng bút xóa vẽ chi chít lên ô tô. Tuy nhiên thì chị này đã phải trả giá cho cơn tức giận của mình. Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của chủ ô tô bị vẽ chi chít bằng bút xóa, ngày 3 tháng 4, công an phường đã gọi hai bên đến trụ sở làm việc. Tại đây, nữ chủ nhà đã chấp nhận cùng chủ phương tiện đưa chiếc xe đi sửa chữa với chi phí khắc phục dự kiến khoảng 13 triệu đồng. Trước đó, khi thỏa thuận bồi thường giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Trước đó, vào ngày 31 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện dòng trạng thái kèm theo hình ảnh một chiếc ô tô bị vẽ bậy bằng bút xóa do đỗ trước cửa nhà dân. Vâng, hành vi của người dùng bút xóa màu trắng tác động lên ô tô đang dừng đỗ ở lòng đường trước cửa nhà có thể coi là một cái cư xử có phần hơi thái quá do sự bức xúc, và được biết là với hành vi gây ra thiệt hại trên 2 triệu đồng như vậy thì có thể sẽ bị xử lý hình sự vì tội là hủy hoại tài sản hoặc là cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Tuy nhiên thì trong vụ việc này thì phía chủ phương tiện thì cũng có một phần lỗi khi mà dừng đỗ ô tô trước cửa nhà người khác, chắn cả lối đi của họ, cho dù là đường đó có hay là không có cái biển cấm dừng đỗ như anh ta nói. Bị ô tô chắn ở lối ra vào có lẽ là một chuyện không hiếm gặp ở thành phố, nhất là những nơi mà thiếu chỗ đậu xe nghiêm trọng như là ở Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh. Đã có không ít trường hợp thì chủ nhà nổi giận vì bị ô tô đỗ chặn cửa nhà, dẫn đến những hành động thiếu kiềm chế như là bẻ cần gạt nước, bẻ gương ô tô hay là bị viết những cái lời chửi mắng để dán lên xe. Thậm chí là chúng tôi từng ghi nhận cả trường hợp trên tuyến đường Nguyễn Gia Thiều, phố đỗ xe theo ngày chẵn lẻ của Hà Nội, thì người dân vì bức xúc đã đập vỡ nhiều vỏ chai trước cửa nhà mình để ngăn không cho ô tô đỗ. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những người hành xử rất có văn hóa và khiến người làm sai phải xấu hổ và khâm phục. Ví dụ như là dán giấy, thậm chí là làm thơ nhắc nhở rất nhẹ nhàng nhưng mà cũng thâm thúy. $78 tỷ là một khoản tiền không hề nhỏ và cũng không nhiều người dù là rất giàu có sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như vậy để làm việc công ích hay là làm từ thiện. Nhưng mà một doanh nhân tại thành phố Hải Phòng đã vừa chi $78 tỷ để xây một cây cầu tặng cho người dân địa phương mà không đòi hỏi bất kỳ một sự ưu ái hay là quyền lợi nào từ phía chính quyền. Cây cầu được khởi công xây dựng sáng nay do công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường Hải Phòng làm chủ đầu tư và cũng là đơn vị trực tiếp thi công. Theo thiết kế thì cây cầu có chiều dài 130 m, rộng 26,4 m với 2 làn xe chạy và vỉa hè mỗi bên rộng 6 m. Dự án khi hoàn thành sẽ mở ra một trục giao thông mới kết nối khu vực trung tâm của thành phố Hải Phòng với nhiều khu vực lân cận vốn bị ngăn cách bởi sông Tam Bạc suốt nhiều năm qua. Đặc biệt là công trình sẽ góp phần mở rộng và chỉnh trang không gian bờ hồ Tam Bạc nằm ở dải trung tâm của thành phố Cảng. Ông Tạ Quyết Thắng, giám đốc công ty Sơn Trường, đặt mục tiêu hoàn thành công trình trong thời gian kỷ lục 90 ngày nhờ sử dụng công nghệ bê tông dự ứng lực và giải pháp thiết kế thi công của công ty tư vấn nổi tiếng Burger ABAM của Mỹ. Sơn Trường là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là xây dựng cầu, cảng và sản xuất cọc bê tông. Các công trình mà đơn vị này tham gia như là cảng Cái Mép, Thị Vải, nhà máy đóng tàu Damen thì đều được các nhà đầu tư đánh giá rất cao về chất lượng cũng như là tiến độ. Lót tay cho công chức để làm xong giấy tờ hành chính, tặng quà cho các giáo viên để yên tâm hơn con cái khi đến trường, hay là phải hối lộ cho lãnh đạo để xin được việc làm trong cơ quan nhà nước. Những việc làm như thế này có lẽ là đã không còn là chuyện lạ với nhiều người trong thời gian gần đây. Nhưng đáng chú ý là số người dân cho rằng cần phải lót tay đang có xuống tăng cao với những con số đáng phải giật mình. Đây là kết quả nghiên cứu về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2016 do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng cùng nhiều đơn vị khác phối hợp thực hiện và công bố vào ngày hôm nay, mùng 4 tháng 4. Theo khảo sát, khoảng 54% số người dân cho rằng cần phải đưa hối lộ mới xin được việc làm trong cơ quan nhà nước, cao hơn tỷ lệ 51% của năm 2015 và 45% của năm 2011. Nghiên cứu PAPI khẳng định, người dân lo ngại nhất là vấn nạn chủ nghĩa vị thân và quan hệ cá nhân trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực công. Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân cho rằng cán bộ chính quyền địa phương, biển thủ công quỹ hay phải lót tay cho công chức để làm xong giấy tờ, thủ tục hành chính cũng tăng lên. Trong khi đó, mức độ chịu đựng không tố giác hành vi đòi hối lộ ngày càng cao. Ví dụ năm 2011, nếu bị vòi vĩnh trung bình hơn 5,5 triệu đồng, người dân có thể mạnh dạn tố cáo hành vi tham nhũng. Tuy nhiên năm 2016, nếu bị đòi chưa quá 25 triệu đồng thì người dân vẫn có thể im lặng. Kết quả này được khảo sát từ hơn 14.000 người dân tại tất cả 63 tỉnh thành, được chọn phỏng vấn ngẫu nhiên. Khảo sát PAPI được thực hiện từ năm 2011 đến nay nhằm đánh giá mức độ hài lòng của người dân với vấn đề quản trị và hành chính công. Vâng, việc người dân lo ngại về chủ nghĩa vị thân trong các cơ quan nhà nước hẳn là cũng có nguyên do và những câu chuyện người thật việc thật. Ví dụ như là trường hợp của ông Triệu Tài Vinh là bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Giang, có lẽ hiện tại đang được xếp là kỷ lục khi mà có hàng chục người trong dòng họ thì đang làm quan chức lãnh đạo ở tỉnh này, cho dù là phần lớn đều được xác định là bổ nhiệm đúng quy trình. Hay như là câu chuyện giờ khóc giờ cười tại Hải Dương, sau khi bổ nhiệm cho con trai làm phó phòng không qua thi tuyển và bị phát hiện thì ông Phạm Văn Tỏ là giám đốc Sở Nội vụ đã lấy lý do là cái việc bổ nhiệm này là để tiện chăm sóc cháu nội khi học đại học ở trên thành phố. Nhiều chuyên gia của chúng ta thì họ cho rằng là một trật tự xã hội mà con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa, tồn tại chế độ phong kiến thì đã bị cách mạng tháng 8 năm 1945 xóa bỏ trên đất nước ta. Trật tự xã hội này bị xóa bỏ đơn giản là vì nó rất bất công. Nhưng mà những hiện tượng xảy ra trong thời gian vừa qua thì lại cho thấy là mầm mống của xã hội phong kiến đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại tại một số địa phương. Việc đề bạt bổ nhiệm người nhà, người thân như vậy tất yếu sẽ gây ra bất công và bất bình trong dư luận. Và nếu không được xử lý triệt để thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện dân nổi can qua. Trong thời đại hiện nay thì con người có thể tìm mua bất cứ thứ gì ở trên mạng, thậm chí là có thể mua cả trinh tiết. Mới đây, một thiếu nữ 18 tuổi người Romania đã đạt được thỏa thuận kỷ lục với một doanh nhân người Hồng Kông, Trung Quốc trong việc bán cái ngàn vàng của mình. Theo đó, thì triệu phú này sẵn sàng bỏ ra 2,5 triệu đô la Mỹ để có được lần đầu tiên của cô. Và đây được xem là vụ mua bán trinh tiết lớn nhất mà một công ty đấu thầu đạt được. Người mẫu Romania Alexandra Kafren, 18 tuổi, đã đạt được thỏa thuận này thông qua công ty bán đấu giá nổi tiếng thế giới Cinderella Escort. Theo tiết lộ của công ty này, thì hiện cả hai đã liên hệ với nhau và khách sạn đã được đặt. Từ khi 15 tuổi, thì người mẫu Kafren luôn có ý nghĩ là sẽ trao trinh tiết cho người sẵn sàng trả giá cao. Cô giải thích cô muốn bán trinh tiết để lấy tiền học đại học và giúp đỡ người nhà. Chưa biết là gia đình cô sẽ nghĩ như thế nào khi nhận được một khoản tiền tương đương khoảng 57 tỷ đồng Việt Nam, song hiện gia đình cô đang phản đối kịch liệt ý định làm giàu bằng vốn tự có của cô, thậm chí còn dọa sẽ từ cô nếu như mà cố tình thực hiện giao dịch này. Nếu vụ mua bán thành công thì công ty Cinderella Escorts sẽ được hưởng là 20% tiền hoa hồng. Sau thông tin về vụ mua bán trinh tiết của Kafren thì khoảng 300 cô gái đã đăng ký với công ty Cinderella Escorts với hy vọng có thể bán cái ngàn vàng của mình với giá thậm chí là cao hơn. Từ xa xưa, trinh tiết được xem là cái ngàn vàng và thể hiện phẩm hạnh của người con gái, đặc biệt là ở các nước Á Đông, bởi vì nhờ đó thì người ta có thể xác định được xem là một cô gái còn trong trắng hay không. Từ vấn đề trinh tiết mà có rất nhiều câu chuyện giờ khóc giờ cười được đưa ra, như là những người phụ nữ sinh ra thì không có màng trinh nhưng mà lại bị chồng không tin, hay là những phụ nữ phải tìm đến các thẩm mỹ viện để vá màng trinh hay là sử dụng màng trinh giả trước ngày cưới. Thậm chí thì có cả gái mại dâm giả vờ bán trinh tiết để còn lừa đảo. Vâng, và không khó để chúng ta tìm kiếm ở trên mạng. Bây giờ thì màng trinh nhân tạo được bán rất là phổ biến với giá khoảng từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng một sản phẩm. Theo quảng cáo của người bán thì cách sử dụng chúng cũng rất đơn giản, chỉ cần vài thao tác để đặt đúng vị trí. Sau 5 đến 10 phút là các cô gái đã có ngay một cái ngàn vàng hoàn hảo. Và khi quan hệ thì màng trinh nhân tạo này sẽ rách và tiết ra một chút dịch màu đỏ giống như máu và tạo niềm tin gần như là tuyệt đối cho người đàn ông. Vâng, được biết là việc giao bán màng trinh giả trên mạng cũng khá là rầm rộ, đặc biệt là vào mùa cưới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế thì việc sử dụng màng trinh giả có nguy cơ nhiễm trùng cao. Ngoài ra, đây là những sản phẩm trôi nổi và kém chất lượng. Không chỉ vậy, màng trinh giả rất dễ bị rơi ra ngoài bởi vì nó không được gắn kết chặt với âm đạo nên là dễ bị phát hiện. Là một quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh chóng, Hàn Quốc đang trở thành quốc gia với dân số già khi mà người dân chỉ mong muốn tập trung vào sự nghiệp. Không chỉ vậy, số lượng người tự tử do các áp lực trong cuộc sống đang ngày càng tăng lên. Để giúp công chức Hàn Quốc có thể cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, mới đây chính phủ Hàn Quốc đã cho phép những lao động này được tan sở sớm vài giờ vào một ngày bất kỳ trong tháng. Cho đến nay, ít nhất 7 cơ quan trung ương của Hàn Quốc đã cam kết cho phép nhân viên rời chỗ làm lúc 16 giờ theo giờ địa phương, một lần một tháng, và quy định bắt đầu có hiệu lực trong tháng 4. Ngoài ra, việc liên lạc với công chức ngoài giờ làm việc thông qua truyền thông xã hội và điện thoại cũng không được khuyến khích. Giờ tan sở tại các văn phòng chính phủ Hàn Quốc thường bắt đầu lúc 18 giờ theo giờ địa phương, nhưng nhiều công chức thường ở lại làm thêm đến đêm. Biện pháp nghỉ sớm được đưa ra sau khi có yêu cầu nhân viên làm việc trong các cơ quan nhà nước phải có ít nhất 9 giờ nghỉ ngơi sau giờ làm để có thể cải thiện sức khỏe. Vâng, tiếp theo là một câu chuyện đang gây xôn xao trên mạng xã hội ở Đài Loan, Trung Quốc, khi mà một người dùng mạng thì tiết lộ rằng bà của anh đã dùng một chiếc túi hàng hiệu Louis Vuitton nhưng lại được dùng để đựng thực phẩm, thậm chí là đựng cả cá sống. Người phụ nữ lớn tuổi này thì không hề biết chiếc túi mà mình được cháu trai tặng là chiếc túi thương hiệu Louis Vuitton dòng Neverfull thời trang. Nó được bán với mức giá cao tại châu Á và trên thế giới. Giá bán lẻ là khoảng 1.100 đô la Mỹ một chiếc. Theo người cháu trai thì bà anh đã rất vui khi khoe với anh rằng là chiếc túi mà anh tặng có khả năng chống thấm nước rất tốt. Tuy nhiên thì điều anh không ngờ là bà lại dùng chiếc túi này để đi chợ, thậm chí là đựng cá sống ở bên trong. Song anh cho biết anh không cảm thấy phiền lòng bởi anh thấy rằng bà mình rất vui và đây cũng chỉ là một chiếc túi và mục đích của nó thì cũng chỉ là đựng đồ. Dù rằng số tiền anh bỏ ra để mang lại niềm vui đó cho bà mình là không hề nhỏ. Xưa nay nhiều người nghĩ là căn bệnh ung thư vú chỉ gặp ở nữ giới, không có ở nam giới. Nhưng thực tế cứ trong 100 người bị mắc bệnh này lại có vài bệnh nhân là nam. Mới đây câu chuyện về một người đàn ông ở Anh phải vật lộn với bệnh ung thư vú 3 lần đã khiến cho nhiều người vô cùng bất ngờ và cũng đầy cảm thông. Ông Stewart Grover, 48 tuổi, sinh sống tại Anh, bị ung thư vú cách đây 12 năm. Như bao người đàn ông khác, ông không tin rằng bệnh này xảy ra với một người đàn ông. Tuy nhiên, sau khi chụp mũ, chụp cắt lớp và sinh thiết, ông mới phát hiện ra rằng mình đang ở giai đoạn 2 của căn bệnh ung thư vú. Để chữa ung thư, Stewart hóa trị và phẫu thuật cắt bỏ vú trái, nhưng ông lại gặp rắc rối khi công ty bảo hiểm không đồng ý chi trả tiền thuốc với lý do không phải là phụ nữ. Ông may mắn được cộng đồng hỗ trợ 20.000 bảng. Năm 2012, Stewart bị tái phát ung thư vú, khối u lan đến xương ức. Lần này ông phải cắt bỏ xương ức, ông nhập viện 2 tuần, trải qua nhiều đợt hóa trị và uống thuốc. Một năm sau, tình trạng của ông tiến triển tốt và ông quay lại làm việc. Đầu năm nay, Stewart bỗng dưng bị ho nhiều, kiểm tra các bác sĩ phát hiện căn bệnh ung thư vú tái phát lần thứ 2 và đã ảnh hưởng tới phổi. Vâng, mặc dù là đàn ông không có ngực như là phụ nữ nhưng mà họ cũng có một số lượng nhỏ các mô vú, và ngực của một người đàn ông trưởng thành thì sẽ có số giống như là ngực của một cô gái trước khi dậy thì. Ở bé gái thì mô này phát triển không ngừng nhưng ở nam giới thì lại không. Tuy nhiên thì vì vẫn là mô vú cho nên nam giới vẫn có thể bị ung thư vú. Phần trăm chỉ ít hơn, thậm chí là ít hơn rất nhiều so với phụ nữ nên chúng ta ít biết. Đàn ông dưới 35 tuổi thì rất hiếm bị ung thư vú, và càng cao tuổi thì nguy cơ này lại càng lớn, và hầu hết bệnh này thì xảy ra với đàn ông ở trong độ tuổi là từ 60 cho tới 70. Các dấu hiệu của ung thư vú ở nam giới có thể kể đến như là đầu vú thì sẽ bị lõm xuống hay là núm vú lận vào trong, u ở vú, khu vực quanh đỉnh sưng đỏ và chảy máu. Các triệu chứng ung thư vú ở nam giới cũng tương tự như là nữ giới. Hầu hết nam giới được chẩn đoán với một khối u trên ngực. Tuy nhiên, nam giới thường lười thăm khám hơn là phụ nữ. Do vậy, họ sẽ chỉ phát hiện ra bệnh tình khi mà đầu núm vú chảy máu hay là đau. Khi đó thì có thể là bệnh đã nặng hơn. Thưa quý vị, vài ngày qua đã nổ ra một cuộc tranh cãi về tỷ lệ thịt lợn nhiễm khuẩn. Theo công bố của Ngân hàng Thế giới thì có tới 30 đến 40% mẫu thịt lợn lấy tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhiễm khuẩn Salmonella gây tiêu chảy và thương hàn. Con số này cao gấp đôi tỷ lệ Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra, đó là chỉ từ 10 cho đến 20%. Chưa rõ là ai đúng ai sai, nhưng chỉ một thông tin được đưa ra thôi cũng đủ khiến cho người dân phải hoang mang, thì nay lại càng hoang mang hơn. Băn khoăn của nhiều bà nội trợ bây giờ mỗi khi mà chuẩn bị bữa cơm không phải là ăn cái gì mà phải là ăn như thế nào, tìm đâu ra thứ thực phẩm sạch giữa một cơm ăn những thực phẩm không rõ ràng về chất lượng, có lẽ là nỗi đau đầu lớn nhất của mỗi chị em hiện nay. Thế nhưng có thể là chúng ta đang phải bỏ ra nhiều tiền để được ăn sạch một cách không đáng, thậm chí là vẫn không được ăn sạch, mà một phần nguyên nhân đến từ việc là nỗi sợ mang tên thực phẩm bẩn có thể đã bị thổi phồng. Chuyện tối nay của ngày hôm nay xin được dành thời lượng cho câu chuyện này, và trước khi mà chúng ta vào phần trao đổi với một vị chuyên gia đặc biệt thì xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi. Với gia đình chị Nguyễn Thị Thanh, ngày cuối tuần luôn là ngày có ý nghĩa nhất, bởi đó là khi chị được cùng người thân tụ họp về thăm trang trại. Dù trang trại cách Hà Nội gần 30 cây số, nhưng cả nhà vẫn quyết định đi xa, bởi gia đình chị đều mong muốn có được một nơi để trồng rau, chăn gà, có thực phẩm sạch cho các bữa ăn. Tôi thấy tình hình thực phẩm ở ngoài thị trường là rất là sợ. Vì là không những qua báo chí mà từ gia đình ở dưới quê ấy, cứ dòng một chỗ để ăn còn chỗ để bán thì lại làm khác. Càng ngày những người tiêu dùng như gia đình chị Thanh càng chi mạnh tay hơn cho thực phẩm. Nhưng không vì thế mà những bữa cơm của họ được hoàn toàn đảm bảo. Sự hồ nghi của họ không phải là không có lý do. Thực phẩm khác mà nếu cần phải mua về thì nhà tôi có một cái sục ozone này. Thì cứ cái gì mình nghi ngờ là cho sục luôn. Thì nó cũng tạm yên tâm, chẳng biết là trong nó như thế nào, nhưng mà cứ thấy người ta phổ biến như thế thì cứ làm theo thôi. Ở vùng biên giới, thực phẩm bẩn vẫn tràn vào nội địa. Trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm khiến người tiêu dùng không khỏi bất an. Vâng, xin được giới thiệu cùng với quý vị và các bạn vị khách mời có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Người chắc hẳn là cũng đã từng chứng kiến và cảm nhận cái nỗi sợ hãi của nhiều người liên quan đến thực phẩm bẩn, đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh đến từ Viện Y học ứng dụng. Cảm ơn Phó Giáo sư đã dành thời gian đến với trường quay của chúng tôi. Vâng, thưa ông là với nhiều năm kinh nghiệm về những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe của con người cũng như là những cái ứng dụng để có thể giúp cho sức khỏe của con người ngày càng tốt hơn, thì ông thấy là nguồn cơn của cái nỗi lo sợ và cái nỗi hoang mang của người dân hiện nay liên quan đến thực phẩm bẩn là do đâu? Và cái nỗi sợ đó thì có đúng với cái bản chất của cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm bẩn hiện nay hay không ạ? Về cái câu hỏi này, cái nguồn cơn mà gây ra những cái hoang mang trong cộng đồng hoặc là người tiêu dùng thì chúng tôi có nêu ra một số cái lý do sau đây. Thứ nhất là hiện nay chúng ta đang sống trong một cái thời đại bùng nổ thông tin nhanh quá. Chúng ta có rất nhiều những nguồn thông tin, có thể là chỉ sau 5 phút hoặc 1 giờ thì hầu như cái lượng người biết này rất là nhiều. Thế cho nên là tất cả những cái thông tin, thậm chí có những thông tin đúng, có những thông tin không đúng hoặc chưa thật chính xác, mà cái có thể xuất phát từ cái người viết thông tin đó hoặc là cái người tiếp nhận mà ta hiểu không đúng, thì nó gây ra những cái hoang mang, lo sợ và thậm chí mang lại những cái điều không tốt cho cộng đồng. Đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là thực tế thì cái vấn đề ô nhiễm hoặc là thực phẩm không an toàn hiện nay cũng là một vấn đề đáng cần phải chú ý. Bởi vì qua những cái thông tin trên thông tin đại chúng, chúng ta thấy là có nhiều vụ ngộ độc hàng loạt từ những cái nhà máy, rồi từ trường học, rồi thì vân vân. Tất cả các thứ như thế chúng ta cũng rất là đáng lo ngại về cái vấn đề này. Thế và cái vấn đề thứ ba là đối với tất cả mọi người, khi mà chúng ta đều là những người tiêu dùng hàng ngày, chúng ta phải ăn, phải uống, phải sống, bà nội trợ phải đi mua hàng ngày thực phẩm về cho gia đình chồng con ăn, thì chúng ta lại rất là hoang mang là các cơ quan chức năng thì cũng chưa có những biện pháp hữu hiệu nào để quản lý hoặc là khống chế hoặc là loại bỏ được những cái thực phẩm này, mà chúng ta biết chắc chắn rằng là chúng ta vẫn phải mua những cái thực phẩm mà chưa chắc nó đã an toàn hàng ngày. Vâng, vậy thì người dân của chúng ta họ phải phân biệt cái thực phẩm bẩn và thực phẩm sạch như thế nào, thay vì việc là họ đang hoang mang và lo lắng vì những cái thông tin, vì những cái nguồn thông tin về thực phẩm mà họ cũng không rõ và cũng không hiểu đúng được ạ. Cái vấn đề này nó là khá là một cái vấn đề chuyên sâu và dài, nhưng tôi chỉ có thể tóm tắt trong vài điểm là thế này. Thứ nhất là chúng ta phải nghe từ những cái thông tin có tính chất là chính thống và biết lựa chọn, chứ không nên quá nghe những cái thông tin, tất cả những cái thông tin nào chúng ta cũng nghe và chúng ta lo sợ việc đó. Và chúng tôi thấy rằng là tuy là vấn đề đáng phải chú ý đấy, nhưng không đến nỗi mà chúng ta hoang mang, không dám ăn, hoặc có những người thái quá là không dám ăn cái gì cả, hoặc là lúc nào cũng lo ngại về vấn đề này, gì đó là vấn đề về thực phẩm không an toàn là cũng không nên. Mà chúng ta có kiến thức của người tiêu dùng thì chúng ta vẫn lựa chọn được những cái thực phẩm sạch và an toàn cho gia đình và cho người nhà của mình. Vâng, ông vừa nhắc tới thực phẩm sạch và chúng ta cũng đang bàn về thực phẩm bẩn. Chúng ta nên hiểu như thế nào về hai cái khái niệm này? Liệu có phải là cái thực phẩm mà trông nó bẩn hay là cơ quan chức năng phát hiện là nó có mùi hôi thối hay như thế nào đó thì gọi là thực phẩm bẩn hay không ạ? Thực ra thì cái khái niệm nói thực phẩm bẩn hay sạch là chúng ta nói một cách dân dã cho nó dễ hiểu với nhau thôi. Chứ còn đúng ra người ta phải nói là thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn. Thế thì cái thực phẩm an toàn là những thực phẩm gì? Thì người ta nói rằng đó là những thực phẩm mà nó không bị nhiễm tất cả những cái chất độc hại, những vi sinh vật gây bệnh, những hóa chất, những chất bảo quản, những kích thích trừ sâu, hoặc là tất cả các thứ, những vật lạ về lý hóa mà có thể gây tác hại đến cơ thể con người. Thì những thực phẩm như thế là thực phẩm... Vâng, như vậy chúng ta hiểu là thực phẩm an toàn, chứ cũng không có một thế giới cũng không có khái niệm thực phẩm sạch, đúng không ạ? Vậy thì ông nghĩ sao về việc hiện nay nó đang có một cái cơn sốt về thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm hữu cơ, khi mọi người đều cho rằng thực phẩm hữu cơ chính là một cái lối đi, lối thoát khi mà chúng ta đang phải đối mặt với quá nhiều thực phẩm hiện nay. Và tôi nhớ là tôi đã cũng từng đọc một cái tài liệu, một cái câu của nhà hóa chất nói rằng là mọi thứ thì nó đều có độc chất ở trong, quan trọng là cái hàm lượng bao nhiêu có thể đủ gây độc cho con người hay không. Có phải mọi thứ trong xung quanh chúng ta đều như vậy không ạ? Đúng rồi, chúng ta hiểu rằng cái từ mà chúng ta hay dùng là thực phẩm hữu cơ, thực ra cái từ tiếng Anh nó có cái từ là organic foods. Nếu mà đúng theo cái từ này, theo định nghĩa của thực phẩm Hoa Kỳ hoặc nước ngoài ta định nghĩa, nó phải là những cái thực phẩm được sản xuất theo một cái quy trình an toàn, như là ví dụ không có thuốc trừ sâu, rồi thì không được dùng tất cả những cái biện pháp sinh học, hóa học, phân bón hữu cơ, rồi thì các thứ để tác động vào. Thì ngoài ra nó còn phải có một số những tiêu chuẩn khác, ví dụ như cái hàm lượng hữu cơ ở trong đó nó phải đạt một cái tiêu chuẩn là bao nhiêu, rồi thì ngay cả những cái chất phụ gia cho thêm vào cũng không phải là những cái chất tổng hợp, tất cả những thứ như đó thì là hữu cơ. Thế nhưng như vậy thì chúng ta thấy rằng để sản xuất ra những cái thực phẩm hữu cơ như thế là rất là khó, và tất nhiên là cái giá thành sản phẩm của nó là sẽ đắt lên rất là nhiều. Và cái lợi của nó nữa, một cái mặt mà chúng ta không hề phủ nhận được là cái quy trình sản xuất này nó rất an toàn và bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường. Thế nhưng mà các anh nói rất đúng là thế thì không, những cái thực phẩm không phải gọi là hữu cơ thì không dùng được à? Đấy, thì tôi nói ngay đấy là không phải. Bởi vì tất cả những thực phẩm mà được sản xuất theo cái quy trình an toàn mà Bộ Nông nghiệp hoặc người ta quy định là vẫn tốt thôi. Ví dụ vẫn có thể sử dụng thuốc trừ sâu rồi phân hóa học, nhưng mà theo đúng cái thời gian quy định và liều lượng quy định cho đến khi thu hoạch, tất cả những hàm lượng đó nó không còn nữa hoặc là dưới cái mức cho phép, thì đấy vẫn là cái thực phẩm tốt. Và hiện nay hầu như các nước là hoặc là như Việt Nam chúng ta phấn đấu đến cái mức đó đã rất là tốt rồi. Còn thực phẩm hữu cơ thì chúng tôi, quan điểm chúng tôi vẫn rất là khuyến khích nhưng mà khó thực hiện ấy. Hiện nay chỉ có một số cái mô hình nhỏ của Nhật hoặc là một số nước tiên tiến người ta áp dụng được mà thôi. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, chúng ta thấy là trong cái bối cảnh như thế này thì người dân của chúng ta họ cần phải làm gì, và các nhà quản lý thì họ cũng phải có trách nhiệm ra sao để mỗi cái bữa ăn của người dân của chúng ta họ không phải bị cái nỗi ám ảnh về thực phẩm như thế này nữa. Thực ra câu hỏi của chị là một câu hỏi từ bao nhiêu lâu nay mà nó là cái sự bàn cãi ngay cả trong Quốc hội chứ không phải là chúng ta hiện nay, bởi vì nó bao gồm liên quan đến rất nhiều cái cơ quan ban ngành. Ví dụ tôi nói đơn giản là từ nhập khẩu, quy định nhập khẩu cái hóa chất trừ sâu hoặc là phân bón như thế nào, cái này nó liên quan đến Bộ Công Thương rồi Hải quan, thế rồi quy trình chăm sóc phun như thế nào hoặc là quản lý cái thuốc khi phun vào cây nuôi trồng như thế nào lại là Bộ Nông nghiệp, mà cuối cùng khi đến cái bàn ăn như thế nào và ăn uống như thế nào thì lại liên quan đến bà nội trợ rồi là Bộ Y tế. Thế cho nên là những vấn đề này là vẫn là một vấn đề rất là phức tạp. Thế tuy nhiên ý, thì trong khi ấy, cái hệ thống mà quản lý giám sát của chúng ta nó chưa có hữu hiệu lắm, thì chúng tôi thấy rằng là tất cả những người tiêu dùng phải là những cái người tiêu dùng thông minh. Chúng tôi nói là người tiêu dùng thông minh tức là sao? Ta phải có những kiến thức nhất định để chúng ta nắm được lựa chọn như thế nào là thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn để chúng ta sử dụng. Và ngay tại nhà thì chúng ta cũng phải biết cách chế biến, bảo quản một cách phù hợp. Tôi nói đơn giản là có thể các chị mua được những cái thực phẩm sạch an toàn, nhưng về nhà khi chúng ta lại không biết cách chế biến bảo quản ở nhà, chúng ta dùng những cái hộp đựng không an toàn thực phẩm, rồi chúng ta lại sử dụng những món, ví dụ tôi nói là đơn giản những món quay, món nướng của thịt hoặc là bánh mì hoặc là các thứ, mà thì trong cái quy trình chế biến đó thì đã sinh ra rất nhiều chất độc rồi. Vâng. Rồi chúng ta ăn, chúng ta lại bảo quản trong tủ lạnh để không đúng thời gian. Vâng, đều là nhiễm khuẩn. Trước tiên thì chính các bà nội trợ phải là những người hết sức thông minh để có thể nhận định và làm đúng những cái cách bảo quản cũng như chế biến thực phẩm, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa rất cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh đã dành thời gian đến với chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi. Thưa quý vị, vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành một nỗi lo của mọi nhà. Tất nhiên ở đó thì có nguyên nhân do một số nông dân đã lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, lạm dụng hóa chất, và có nguyên nhân từ những cơ sở chế biến làm ăn gian dối, đánh mất lòng tin của chính người tiêu dùng. Nhưng mà từ nỗi lo thực phẩm bẩn để tiến tới kêu gọi cả nước chuyển sang làm nông nghiệp hữu cơ thì có vẻ như là chúng ta đang hoảng sợ một cách đầy cảm tính. Nỗi khiếp sợ có thể khiến chúng ta quay lưng lại với những nông sản vô cơ, sử dụng thuốc đúng liều lượng, cách ly đủ thời gian. Như thế thì chúng ta sẽ quay lưng lại với hàng triệu nông dân. Và điều quan trọng là sự quay lưng này ở thời điểm hiện tại có thể sẽ khiến chúng ta phải tiêu tốn nhiều tiền hơn, nhưng chưa hẳn là đã mang lại những bữa ăn an toàn cho gia đình. Vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Ninh đã tham gia chương trình, và thời lượng của chương trình hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.